Đó, mọi người đã thấy sạch hơn chưa? Ở đây thì Dương Anh không còn nhìn thấy cái chấm đỏ nữa. Chấm đỏ li ti, chấm trắng li ti cũng gần như cũng biến mất luôn. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Dương Anh sẽ làm cái video về cái bệnh cái hướng dẫn mọi người cái cách xử lý nhện đỏ một cách phương pháp bằng một cái phương pháp rất là đơn giản, đó là xịt nước. Và cái phương pháp này sẽ khá là hữu ích và rất là nhiều anh chị mà muốn được thưởng những cái chén trà tuyệt vời nhất từ những bông hoa hồng sạch nhất thì phương pháp này sẽ rất là hữu ích cho cái việc xử lý bệnh nhện đỏ. Cái bệnh nhện đỏ này nó gần như là một cái bệnh nan y của hoa hồng rồi. Mình chấp nhận sống chung với lũ nhưng mình sẽ xử lý chúng như thế nào cho nó an toàn nhất. Đôi khi dùng thuốc cũng không phải là phương pháp hiệu quả nhất, bởi vì riêng với cái nhện đỏ này, ngoài việc con nhện đỏ sinh sôi nảy nở thì chúng còn có trứng. Trứng của nhện đỏ nó sẽ nằm đây. Biểu hiện của cái bệnh nhện đỏ là lá trông sẽ rất là bạc màu, bạc hết cái diệp lục màu xanh đi rồi. Đó, một cái lá thông thường thì nó sẽ xanh đều hết, nhưng một cái lá bị nhện đỏ nó sẽ có cái bạc 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 này. Đó, mọi người cảm giác nhìn thấy nó bạc lá chưa? Thông thường khi ở cái mật độ ít ấy, thì nó sẽ nằm ở mặt dưới của lá. Nhện đỏ nó sẽ ăn ở mặt dưới. Ở cái mặt mật độ dày nó sẽ còn phát triển lên trên nữa, phát triển cả mặt trên của lá luôn. Để Dương Anh sẽ cố gắng zoom để mọi người có thể dễ thấy rõ nhất. Đấy, những chấm li ti màu đỏ chính là cái con nhện đỏ. Còn những chấm li ti màu trắng thì đó là trứng của chúng. Và nhiều khi chúng ta phun thuốc thì không thể hết được cái phần, có thể diệt được con nhện đỏ, nhưng còn phần trứng của chúng ở dưới chúng sẽ nở ra thành con và rất là khó để nó sẽ lại phát triển trở lại thôi. Cho nên phương pháp xịt nước là phương pháp mà có thể thổi bay được cả nhện, cả con nhện đỏ và cả trứng của chúng. Nhện đỏ thì chúng có thể bò nhé, bò nhưng mà với tốc độ rất là chậm, và nếu khi ta xịt nước thì chúng sẽ đi trôi theo dòng nước mất rồi. Mình cứ xả xuống cống là nó sẽ trôi theo. Cái áp lực nước thì không cần phải mạnh đâu. Lát nữa sẽ cho mọi người thấy. Để kết hợp được cái việc hiệu quả nhất cho cái việc phòng trừ cái này ấy, phòng trừ bệnh này thì chúng ta nên nên kết hợp với cái việc cắt tỉa. Bởi vì khi cắt tỉa thì tạo ra những mình giữ lại được những cái cành cây khỏe nhất để cây có thể bật mầm luôn sau khi mà khỏi bệnh. Đây là toàn bộ cái cây mà Dương Anh sẽ xử lý nhện đỏ rất nhiều. Mặc dù vẫn nở hoa nhưng mà nhện đỏ cực kỳ nhiều. Đây là mầm tầm xuân. Lát nữa sẽ cắt tỉa luôn. Hơi ngược sáng một chút thì sẽ hơi khó quan sát, thì Dương Anh sẽ cắt tỉa trước, sau đó thì sẽ phụt nước để xử lý nhện đỏ. Ok, bây giờ tạm thời cắt tỉa qua như vậy. Là bây giờ Dương Anh sẽ dùng vòi nước để xịt vào cái cây này để cho các bác xem là nó khả năng thổi bay của áp lực nước đối với nhện đỏ như thế nào. Ở đây áp lực nước của Dương Anh sử dụng nó không có gì đặc biệt cả, chỉ là một cái máy bơm thông thường với một cái đầu vòi như vậy. Chỗ này thì có thể phụt xa độ khoảng tầm 10
10 mét vuông, à 10 mét dài. Khoảng tầm 10 mét. Chưa được 10 mét đâu. Bây giờ sẽ xịt lên. Xịt đều hết tất cả các góc độ thì để thổi bay được hết con nhện đỏ, vì nó nằm chủ yếu ở mặt dưới của lá. Có những lá mình có thể xịt tới nhưng có những lá không xịt được thì chúng sẽ vẫn sẽ nằm ở đó, cho nên mình sẽ kết hợp xịt ở góc các góc độ. Và ngoài xịt ở các góc độ thì nên xịt ở xịt tiếp vào ngày mai để chúng có thể thổi được sạch nhất có thể. Sẽ không có nhiều mầm hoa và cánh hoa bị rụng đâu. Đây là bông hoa nó đã tàn rồi, nó sẽ rụng. Với cái bông hoa tươi nụ kia, áp lực nước này không đủ để làm chúng rụng cánh được. Với mỗi một cây thì chúng ta sẽ xịt một vài phút để cho có thể thổi được đều hết tất cả cây. Và xịt đưa đi đưa lại thì sẽ đều cây hơn. Bây giờ sẽ xem qua một chút về cái cây này, xem sau khi mà xịt thì cái nhện đỏ như thế nào. Nãy thì mọi người có thể thấy được là cái nhện đỏ của cái cây này nó khủng khiếp như thế nào. Dày đặc lại luôn. Bây giờ thì sẽ xem qua. Đây, như mọi người thấy, dường như là cũng đỡ đi rất nhiều. Đó, mọi người đã thấy sạch hơn chưa? Ở đây thì Dương Anh không còn nhìn thấy cái chấm đỏ nữa. Chấm đỏ li ti, chấm trắng li ti cũng gần như cũng biến mất luôn. Đó. Sạch đi khá nhiều. Đây vẫn còn một chút chấm đỏ này. Nhưng sạch đi hơn rất nhiều so với cái việc so với lúc ban đầu rồi. Trứng của chúng cũng bị thổi bay đi khá nhiều rồi. Đấy là mới chỉ xịt qua thôi. Nếu xịt kỹ hơn thì chắc chắn là sẽ sạch hơn rất nhiều rồi. Đây, chiếc lá này thì chưa được xịt ở cái góc của nó. Cho nên là vẫn còn. Vẫn còn rất nhiều. Vẫn còn. Đó, nhưng mà cũng sạch đi khá rồi. Với những tín đồ của món trà hoa hồng thì đây chính là cái phương pháp hiệu quả để ra những bông hoa sạch nhất để chúng ta làm trà hoa hồng. Nên anh chia sẻ như vậy để mọi người sẽ cùng nhau áp dụng, để với những ai mà hạn chế được thuốc bảo vệ thực vật ấy, thì đây là cái phương pháp mà tuyệt vời, được đánh giá cao. Thì chúc mọi người thành công trong cái việc trồng chăm sóc hoa hồng với phương pháp an toàn nhất.